các bạn. Hai nữa tôi bấm định nút để ứng vô nha. Bye bye các bạn. À, là bây giờ mẹ Thi vắt sữa, cô Bi sẽ bấm cho mẹ Thi chứ. Để cho ca nhũng nha, bye bye các bạn. Ô, để cho em Anna. Để vắt sữa cho Anna uống. Đã chăm chưa? Mẹ gần xong. Mẹ sữa đi. Cô Bi có thể hỏi mình mẹ xong chưa đến hàng trăm lần được. Chăm chưa? Mẹ gần xong. Cô Bi nói chuyện với các cô chú đi trong lúc chờ mẹ. Mẹ hay ơi. Ơi. Tắt nhau nha. Không, không được tắt. Con cứ để đấy để mẹ đã vắt xong đâu. Ơi, cẩn thận đau mẹ. Xin chào các cô các chú. Bi kìa, các cô các chú chào Bi kìa. Xin chào. Bi bảo chào cô chú đi. Chào cô chú. Người mất cửa xe máy hai kìa. Bay á, bay rất cài á. Thế à? Mẹ làm sao? Mẹ để hay lúc chữ gắt quá. Ý cô Bi đang tả là mẹ Thi đang vắt sữa đấy à? Đang vắt sữa cho em bé bú đấy ạ. Dạ đúng ạ, cô Bi đang ngồi để mẹ cháu vắt sữa. Mẹ cháu vắt sữa thì không tiện lên hình, nhưng mà cháu thì cứ hỏi mẹ cháu là mẹ xong chưa hoài. Thế con để cái máy ra đây nhá, sau khi nào xong thì con bấm tắt ha. Mẹ xong chưa? Mẹ gần xong đó. Lại tiếp theo, không biết câu này là câu thứ bao nhiêu đi ạ. Cứ cho là lần thứ 10 đi ạ. Sao đấy? Mẹ xong chưa? Dạ lần thứ 11. Mẹ gần xong. Mẹ Bi bắt sao? Chưa, cô Bi chưa được tắt vì mẹ chưa bắt sữa xong. Dạ Anna cũng ngoan ạ. Cô Bi hát gì đi cho mọi người nghe đi cô Bi. Để câu khử để giờ và là 3 ca bố của con 2 3 ca của con 3 ca 3 ca để cho bố mẹ mừng với con mừng 3 ca 1 con vịt xòe ra 2 cái cánh nó kêu rằng mẹ tắt ra chưa, mẹ xong chưa, mẹ xong chưa, mẹ gần xong. Ơi đừng tắt nha. Đây là máy hút sữa của mẹ cháu ạ, cho nên là cháu cứ canh là hàng ngày cháu bật nút cho mẹ cháu đó, sau đó cháu cũng tắt cho mẹ cháu. Tắt chưa? Chưa tắt được. Cô Bi làm gì đấy? À đúng rồi, con nói chuyện mọi người hả? Đây này, mẹ xoay ra nào, con nói chuyện các cô chú nè. Thế xong bắt đầu cháu sẽ bấm máy để cho mẹ cháu được hút sữa. Ý của cháu là vậy ạ. Rồi con nói tiếp đi.
cho bé ta bấm đũa để cho bé đưa để đi chơi tới bé để khi mẹ và ca uống sữa nha. Để cho em Anna uống sữa nha. Anna uống nhà cho Anna đi ngủ để cho Cho Anna đi ngủ ạ. Anna đi uống sữa để cho Uống sữa. bé ba ca nước nha. Rồi cho em Anna uống nước ạ. Nước dễ thương Uống nước dễ thương ạ. Aka Em Anna, em Anna. Đó, các cô chú hỏi con kìa, các chú hỏi con. Kubi, con chào các cô chú đi kìa, các cô chú chào con đó. Các cô chú khen cô Bi dễ thương kìa. Các bảo cảm ơn đi. Các bạn Thì đang nói chuyện với các cô chú làm gì các bạn? ơi sẽ đợi để Hello. Chào cô chú đi, xong rồi con có nói chuyện với các cô chú nữa không? Để không mẹ tắt này. Kêu để cái Đây gặp gì? xong rồi này. Này cầm lấy cái này đi. Cái tắt kìa. Chưa tắt được. Đừng đừng động vào cái đó của mẹ. Con chào cô chú đi rồi mẹ cho con đi ngủ nào. 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 Chào mọi người đi rồi con đi ngủ. Chào mọi người, con hiểu thầy. Đó. Chúc mọi người ngủ ngon. Xin lỗi nhiều nha. Thật rắc kìa. Ừ. Con từ từ đã. Mẹ gần xong rồi rồi con mới được tắt cái này chứ. Mẹ đã làm xong đâu. Chiếu để quyết định hình như nè. Ơi đừng lên. Chị thấy mà. Chúng ta cô chú để chơi.